Chào các em, trong tiết học hôm nay thì cô và các em tiếp tục ôn tập nhé. Trước khi vào bài học hôm nay thì cô sẽ cho các em chơi trò chơi với mục đích là ôn lại bảng nhân và bảng chia cho các em. Cô có một câu hỏi và sẽ có 3 đáp án trả lời. Các em sẽ chọn một đáp án đúng nhất trong thời gian là 10 giây nha các em. Câu hỏi của cô như sau. Kết quả của phép tính 5 nhân 6 bằng mấy? Câu A bằng 56. Câu B bằng 30. Câu C bằng 31. 10 giây cho các em bắt đầu. Kết quả của các em có trùng khớp với kết quả của cô không nha? Đáp án của cô sẽ là đáp án B, 30. 5 nhân 6 bằng 30. Sang câu tiếp theo. Tám nhân 8 bằng mấy? Câu A bằng 88. Câu B bằng 64. Câu C bằng 65. Các em có 10 giây để chọn đáp án đúng nhất. Bắt đầu. Đáp án của cô sẽ là 8 x 8 bằng 64. Sang câu tiếp theo. 27 chia 9 bằng mấy? Câu A bằng 5. Câu B bằng 4. Câu C bằng 3. Các em có 10 giây. Bắt đầu. Các em sẽ là có trùng khớp với đáp án của cô không nha? Đáp án của cô là câu C, 27 chia 9 bằng 3. Sang câu tiếp theo. 9 nhân 5 bằng mấy? A bằng 44. B bằng 45. C bằng 46. Các em có 10 giây. Đáp án của cô sẽ là đáp án B. 9 nhân 5 bằng 45 nha các em. Với câu vừa rồi thì đã khép lại cái trò chơi của cô và các em ngày hôm nay. Thì thông qua trò chơi này, bạn nào mà trả lời đúng với đáp án của cô thì cô khen các bạn bằng một tràng pháo tay nha các em. Còn bạn nào chưa có trả lời đúng theo như cái đáp án với cô thì các em sẽ cố gắng học lại bảng nhân, học lại bảng chia để mà trò chơi lần sau chúng ta sẽ là trả lời đúng hơn nha các em. Bây giờ cô và các em là đi vào làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta là tính nhẫn. Ở cái bài tập đầu tiên các em thấy là 50.000 cộng cho 20.000 thì đây là hai số là tròn chục nghìn các em. Ở cái bài tập này ta có thể tính nhẫn bằng cách là lấy 5 cộng với 2. Cô sẽ được là 7. Rồi mình đếm nè. 1, 2, 3, 4. 4 chữ số 0 ta sẽ viết lại về phía bên phải số 7. Cô được kết quả là 70.000. Tiếp theo 80.000 trừ 40.000. Ta sẽ lấy 8 trừ 4 bằng 4.
viết 4 chữ số 0 về phía bên phải số 4. Cô được kết quả là 40.000. Tiếp tục, 60.000 chia 2. Thì ở cái bài này cô sẽ lấy 6 chia 2 nè. 6 chia 2 là cô được 3. 1, 2, 3, 4. Cô viết 4 chữ số 0 về phía bên phải số 3. Cô được kết quả là 30.000. Tương tự cho bài còn lại, 20.000 nhân cho 3. Cô sẽ lấy 2 nhân 3 nè, là cô sẽ được 6. Tiếp theo, cô viết 4 chữ số 0 về phía bên phải số 6. Cô được kết quả là 60.000. Đây chính là cách tính nhẩm nhanh nhất ha các em. Tương tự cho cách tính nhẩm này thì các em sẽ thực hiện cho cái cột còn lại. Các em cố gắng tính nhẩm cho đúng nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu là đặc tính rồi tính. Ở bài tập số 2 này thì sẽ gồm có 2 câu, đó là câu A và câu B. Câu A thì gồm có 4 bài tập, bao gồm là phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Câu B là cũng tương tự như vậy các em. Ở đây cô và các em sẽ cùng đi thực hiện ở câu A trước nha các em. Bài đầu tiên sẽ là 39.178 cộng 25.706. Các em quan sát cách đặt tính. Đây chính là cách đặt tính nè. Các em nhớ là chúng ta cần phải viết thẳng cột, thẳng hàng với nhau nha các em. Ta sẽ thực hiện là từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. Cô sẽ lấy 8 cộng 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1, 7 cộng 0 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8, 1 cộng 7 bằng 8, viết 8, 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1, 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Vậy 39.178 cộng 25.706 cô bằng 64.884. Sang bài tiếp theo. Bài tiếp theo sẽ là 26.883 trừ cho 7.826. Các em quan sát cách đặt tính. Rồi, ở cách đặt tính các em thấy nè, ở cái số bị trừ là nó có là 5 chữ số nha các em. Ở cái số trừ là có 4 chữ số. Đó, cho nên khi chúng ta đặt thì chúng ta sẽ đặt thẳng cột với nhau nè. Hàng đơn vị nè, sẽ thẳng cột hàng đơn vị nè. Hàng chục sẽ thẳng cột hàng chục. Hàng trăm, thẳng cột hàng trăm. Hàng nghìn, thẳng cột hàng nghìn. Hàng chục nghìn không có thì chúng ta là không có viết gì hết nha các em. Đây là cô rút kinh nghiệm là trong cái quá trình cô nhận xét tập của các em đó. Có một số bạn làm rất là đúng và cũng có một số bạn thì làm sai. Làm sai là do chúng ta là đặt tính sai, đặt tính sai cột cho nên dẫn đến cái bài tập ta sai luôn đó. Cho nên là ở cái bài tập này cô lưu ý cho các em là về cách đặt tính nha các em. Về cách tính thì chúng ta sẽ thực hiện từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. Các em chú ý nè, 3 không trừ được 6, ta lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 2 thêm 1 được 3, 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. 6 không trừ được 7, ta lấy 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, viết 1.
Vậy 26.883 trừ cho 7.826 bằng 19.057. Cô và các em chuyển sang bài tiếp theo. 6.247 nhân với 2. Các em quan sát cách đặt tính nhé. Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ phải sang trái nha các em. 2 nhân 7 bằng 14. Viết 4, nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8. Thêm 1 bằng 9, viết 9. 2 nhân 2 bằng 4. Viết 4. 2 nhân 6 bằng 12. Cô sẽ viết 12. Vậy 6.247 nhân với 2 bằng 12.494. Thì để làm được bài toán này thì các em phải thuộc bảng nhân 2 thì các em mới làm được nha các em. Chúng ta sang bài cuối cùng. Ở câu A là 25.968 chia 6. Các em quan sát. Để thực hiện được phép tính chia này thì việc đầu tiên ta sẽ là quan sát bắt mấy con nha các em. Ta nhìn đầu tiên là số 2 nè, bên đây số 6. Số 2 này nó bé số 6 cho nên là ta bắt một con là không được. Cho nên ở bài này ta sẽ bắt là hai con, là bắt 25. Cô được 25 chia 6 nè. Các em đọc bảng nhân 6, 6 nhân mấy để bằng 25? Nếu như không có bằng 25 thì chúng ta lấy kết quả là gần bằng 25 chứ không có được lớn hơn 25 nha các em. Vậy thì cô sẽ có cái thương đầu tiên sẽ là 4, vì 6 nhân 4 bằng 24 các em. Cô viết số 24. Cô lấy 25 trừ 24 bằng 1. Cô viết 1 nè. Tiếp tục cô sẽ hạ chín xuống. Khi cái trình bày các em nhớ là hạ phải thẳng cột nha các em. Lúc này cô sẽ được 19 chia 6. Chúng ta vẫn tiếp tục đọc bảng nhân 6. 6 nhân mấy bằng 19? Ở đây cô có kết quả là 3. 6 nhân 3 là bằng 18. Vì không có 6 nhân với cái số nào để bằng 19 hết các em. Chỉ có gần bằng 19 là số 18 thôi. Cho nên là cô chọn cái thương tiếp theo sẽ là số 3. Rồi lúc này cô sẽ được nè, 19 trừ cho 18 cô sẽ được 1. Tiếp tục cô hạ 6 xuống. Các em nhớ là phải hạ thẳng cột nha. Cô được 16 chia 6. 6 nhân mấy đi bằng 16? Cô có là 2. 6 nhân 2 là bằng 10, 12. Vì là trong cái bảng nhân 6 các em không có là 6 nhân mấy đi bằng 16 hết. Thì cô sẽ lấy cái số mà gần bằng với số 16 nha, là số 12. Cô được là 16 trừ cho 12. Các em sẽ lấy 6 trừ cho 2 sẽ được 4 lúc này nè. 1 trừ 1 là bằng 0 rồi. Tiếp tục cô sẽ hạ 8 xuống. Lúc này cô được số 48 chia 6. Các em vẫn đọc bảng nhân 6 nè, 6 nhân mấy để bằng 48? Thì cô có là 6 nhân với 8 bằng 48 luôn các em. Lúc này cô lấy 48 trừ cho 48 bằng 0. Rồi các em quan sát nè, khi mà chúng ta chia số bị chia tặng cùng là số 0 các em, thì đây sẽ là phép chia hết nha các em. Cô vừa hướng dẫn cho các em là từng bước cụ thể trong cái thực hiện phép tính chia nè. Chúng ta có thể trình bày như thế này cũng được, hoặc chúng ta có thể trình bày ngắn gọn hơn cũng được các em. Đây là cách trình bày ngắn gọn nè. Các em trong hai cách trình bày trên thì các em trình bày theo cách nào cũng được, nhưng cô khuyến khích các em sẽ trình bày theo cách này để cái bài của mình nó sẽ ngắn gọn hơn, nó sẽ đẹp hơn nha các em. Cô vừa hướng dẫn các em là ôn lại cách tính
của từng phép tính cộng trừ nhân và chia. Ở câu A, đến câu B thì các em sẽ là tự làm vào phở của mình, tự thực hiện làm cho đúng nha các em. Lưu ý ở cách đặt tính ở bài toán này. Trong quá trình làm các em không hiểu hay là không nhớ cách tính của cái phép tính nào thì các em có thể xem lại từng cách tính của cô đã ôn lại cho các em ở câu A nè. Thì chúng ta cố gắng làm bài cho tốt nha các em. Chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta là điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng vào những chỗ chấm cho phù hợp. Thì ở đây cô sẽ thực hiện ở cái phép tính đầu tiên, các em quan sát nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem đây là số có mấy chữ số. Quan sát cô thấy hai số trên đều là số có 5 chữ số. Thì chúng ta sẽ so sánh lần lượt từ hàng nha các em. Đầu tiên là hàng chục nghìn nè. Bên đây là số 2. Đây cũng là số 2. 2 với 2 bằng nhau, chúng ta chưa phân biệt được. Tiếp theo hàng nghìn, số 7. Bên đây là số 7. Số 7 với số 7 là vẫn giống nhau, chúng ta vẫn chưa phân biệt được. Tiếp theo đến hàng trăm, đây là số 4. Bên đây cũng là số 4. Chưa phân biệt được. Tiếp tục đến hàng chục. Hàng chục ở bên đây là số 6. Hàng chục bên đây là số 7. Lúc này ta đã phân biệt được này các em. Số 6 nó sẽ bé hơn số 7. Ta sẽ điền là dấu bé. Vậy là số 27.469 nó sẽ bé hơn số 27.470. Ở các cái bài còn lại nè, các em sẽ so sánh tương tự như cái bài của cô ở trên nha các em. Các em lưu ý nè, chúng ta lấy cái móc bên tay trái này làm chuẩn. Ở bên đây nè, cái số bên đây lớn hơn thì ta sẽ điền dấu lớn, mà cái số ở bên đây nhỏ hơn thì ta sẽ điền là dấu bé nha các em. Các em cố gắng là điền dấu vào những cái chỗ chấm chấm này nè, cho phù hợp, cho đúng nha các em. Cô và các em chuyển sang bài tập số 4. Bài tập 4: tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 125m, chiều rộng là 68m. Vậy thì ở cái bài này yêu cầu chúng ta làm gì nè? Thì ở cái bài 4 này yêu cầu chúng ta là tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật. Như vậy là chúng ta tính chu vi hình chữ nhật đó các em. Thì để làm được cái bài này thì cô sẽ nhắc lại cái quy tắc cho các em nhớ nè. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. Với cái quy tắc này thì các em sẽ làm được cái bài tập số 4 nè. Vậy thì các em xem coi bài toán số 4 đã cho các em cái chiều dài và chiều rộng chưa. Đây, chiều dài cho rồi nè các em là 125m và chiều rộng là 68m. Có chiều dài, có chiều rộng rồi, ta dễ dàng tính được chu vi dựa vào cái quy tắc này. Ở cái bài tập số 4 này là các em là tự làm bài vào vở của mình nha các em. Tiếp theo thì cô và các em cùng chuyển sang làm bài tập số 5. Bài tập 5: một mảnh vuông hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 6m. Tính diện tích mảnh vuông đó. Thì ở bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì các em? Yêu cầu chúng ta là tính diện tích nè, mảnh vuông đó. Mình xem cái mảnh vuông đó sẽ là hình gì. Một mảnh vuông hình chữ nhật. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính diện tích hình chữ nhật. Vậy thì muốn tính được diện tích hình chữ nhật thì ta sẽ làm như thế nào? Cô sẽ nhắc lại cái quy tắc cho các em là nhớ nhé. Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Thì quay lại bài, chúng ta xem coi bài tập có cho các em là chiều dài và chiều rộng chưa.
Đây, bài tập cho chúng ta chiều dài là 12m, chiều rộng là 6m. Bài tập cho chúng ta là chiều dài và chiều rộng rồi nè. Thì các em sẽ áp dụng cái quy tắc này để giải cái bài tập trên. Ở bài tập số 5 thì các em sẽ tự làm bài vào vở của mình nha các em. Các em cố gắng là trình bày cho đẹp nè, chữ viết cho sạch sẽ để cô dễ nhận xét nha các em. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các em là luôn là chăm ngoan học giỏi và cố gắng hoàn thành tốt các bài tập mà cô đã cho. Chào tạm biệt các em.